Ở tập trước, Lộc đã thử sức mạnh của bản thân bằng cách triệu hồi và thách đấu hai hiệp sĩ cực ngầu. Và cái kết là ao trình luôn các bạn ơi. Đang lúc tự tin, mình đã trở lại chỗ của nữ kiếm sĩ nóng tính, sử dụng gương mặt hơi bị gợi đòn của mình để khịa cô ta. Thế là không ngoài dự đoán, nữ kiếm sĩ ấy đã trúng kế và rơi vào cái thế được gọi là chích lõ của mình. Và cái thế này thì chắc chắn rồi, cô ta đã dễ dàng bị mình hạ gục. Mặc dù hơi không được xinh chính cho lắm các bạn à. Liệu rằng sắp tới đối thủ nào sẽ cản bước được hiệp sĩ chuyển sinh chích lõ này đây? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft hiệp sĩ chuyển sinh. Tình hình là bữa giờ mình để ý nha, mỗi ngày là mình mặc một cái set giáp á các bạn à. Ở tập trước đó mình đã mặc set giáp tôm ngộ khỉ nè, trước đó nữa mặc giáp kim cương, và trước trước đó nữa mặc giáp spawner. Bây giờ thì đang mặc giáp hiệp sĩ hoàng gia, nhưng mà tình hình là nó hư quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Mặc tiếp thì nó gách, mà hiện tại thì mình chưa có khả năng tự sửa, thế nên là bắt buộc mình phải làm một set giáp khác để phục vụ vào công việc đi khám phá cũng như là chiến đấu của mình rồi. Nhưng mà không sao, mình đã tìm ra được một cái set giáp khác rồi các bạn ơi. Nó cũng làm từ giáp kim cương đó, nên là bây giờ mình sẽ cần có trước một cái set giáp kim cương đi ha. Thiệt tình luôn á, chắc đây là cái cuộc hành trình mà mình xài hao giáp nhất luôn á các bạn ơi. Rồi sau đó mình cũng sẽ chuẩn bị thêm một ít hạt vàng, một ít phôi vàng, và cuối cùng là thêm một ít da bò nữa. Và sau đó mình sẽ nâng cấp lên thành set giáp chúa tể ánh sáng các bạn à. Wow, nghe có vẻ xịn sò. Ấy, còn thiếu hạt sắt hay sao á? Để mình đổi ra thêm một ít hạt sắt để chúng ta hoàn chỉnh công thức nè. Đầu tiên là cái nón chúa tể ánh sáng, tiếp theo là cái áo của chúa tể ánh sáng nè. Nhìn set giáp này có vẻ cũng rất là ngầu các bạn ơi. Không biết lên người mình thì sẽ trông như thế nào đây, hơi bị tò mò đó các bạn à. Rồi lần này thì ngược lại, mình sẽ mặc từ dưới lên trên đi, từ cái ổn trước nè. Ủa mặc ổn rồi mà sao không có gì chân vậy? Hả? Cái quần à, đây mặc quần thì thấy nè. Wow, tông màu là hơi nâu đen nha. Cái áo, wow, nhìn cũng ga gì và này nọ lắm các bạn ơi. Đặc biệt là cái nón, quan trọng cái nón nè. Trời đất ơi, quay tóc mình thấy bù xù bạc trắng luôn rồi các bạn ơi. Wow, cũng ngầu đấy. Mình đánh giá xích giáp này tạm được nha các bạn, về độ ngầu á. Rồi, và có giáp mới rồi thì chắc mình cũng sẽ dành một ít kinh nghiệm để enchant đi nha. Chứ không enchant là không có đi quẩy tốt như hôm qua đó. Để coi coi bữa nay enchant có hơn như hôm qua hay không nha. Nè, mới vô là có áo bảo vệ cấp độ 3 nè. Ủng bảo vệ 3. Trời, không có chầm hỏng trơn vậy. Ồ, quần bảo vệ 4. Và nón bảo vệ 4. Wow, tính ra hôm nay mình enchant cũng khá là hơn đấy chứ. Rồi, sau khi đã có được set giáp thì bây giờ mình sẽ làm tiếp công chuyện, đó chính là chế tạo từ những món đồ mà mình săn boss được các bạn. Mình đã săn được một cái được gọi là Fragment of Rebirth ở cái ngôi đền của vị thần Cu Khang gì đó. Và theo như mình coi công thức thì mình có thể chế tạo lại cái pho tượng của vị thần đó các bạn ơi. Nè, theo công thức gì nè. Thôi được, dù sao mình đã lỡ đánh cái vị thần đó rồi, nên thôi giờ mình sẽ chuộc lỗi ha. Mình làm một khu vực thờ cúng vị thần đó các bạn ơi, hy vọng là vị thần đó sẽ búp may mắn cho mình. Phòng ngủ thì thôi, đừng có thờ trong phòng ngủ các bạn. Mình sẽ đem ra ở cái khu vực này. Cái gì đây, gì đây lên giáp các bạn ơi. Ai da, có mấy thanh niên này định làm gì? Định úp sọt à? Mình bữa nay là chúa tể ánh sáng đấy, đừng có nhờn nha mấy con kia. Ở đây tình hình là cái lưỡi hái mình không đánh được các bạn ơi. Thời gian với hai tập mình cày cuốc dữ quá, giờ nó hư mất tiêu rồi. Ôi kìa, cái con mà nó bị viêm cánh, nó lại tấn công nhà mình nữa rồi. Không thích tí nào. Thôi được, mình sẽ thờ cái vị thần Cu Khang đó ngay cái chỗ lái tàu này luôn ha. Nhưng mà điều quan trọng là đừng có đập nha các bạn. Mình mà đập là mình sẽ thức tỉnh cái vị thần á, lúc đó là phải chiến đấu thì mệt lắm. Rồi, tiếp theo mình cũng sẽ lấy thêm một món đồ mà một cái con boss trước đó nó cũng rơi ra các bạn. Nó có tên là cái Ancient Dry Crystal. Cái này thì
theo như mình thấy công dụng của nó là nó sẽ làm ra demolisher, dùng để bắn đá các bạn. Ờ, à, cũng khá hay ha. Mà công thức làm ra thì cần gạch nè, cũng như là một cái máy phân phát ha. Cho nên là mình sẽ lập tức bấm liền công thức của nó ha. Khá rẻ luôn. Và cái vũ khí này thì nhìn nó cũng khá là tông xẹt tông với xích giáp mình nữa. Wow. Tuy nhiên thì để bắn được thì mình cần phải có đá cội ha. À không, không phải nhất thiết đá cội đâu. Hình như đá nào nó cũng bắn được hay sao á. Đây, mình có đá cội với đá bản sâu nè. Rồi rồi rồi, em đi bắn thử. Nhưng mà không dám bắn trên tàu các bạn ơi. Tại mình sợ nó phát nổ và nó nổ banh cái tàu mình á. Xuống dưới này test cho chắc. Ủa, sao bắn được? Oh my god. Ê, bắn được rồi các bạn. Wow. Ui, chấn động cực mạnh luôn và nó dùng đá cội cơ. Ví dụ mình vứt đá cội, mình lấy đá bản sâu bắn được không? Vẫn bắn được nha. Tuy nhiên thì sát thương nổ của nó chỉ là 10 đam thôi các bạn à. Dùng để tạo chấn động rồi sau đó mình chạy thì cũng ok ha. Chứ khả năng tấn công thì mình thấy không ấn tượng lắm. Phải bắn 3 hit cơ. 4 hit luôn. Ồ, 4 hit mới hạ được một kỵ sĩ ngựa xương. Vậy thì không quá mạnh rồi. Và việc cuối cùng trước khi chúng ta lên đường tiếp, đó chính là sửa lại cái cây lưỡi hái ha. Dù sao thì mình cũng đã cày cuốc cho nó khá nhiều nè. Bây giờ nó có 3 điểm ở nhánh tăng sát thương nè, 2 điểm ở nhánh tốc độ các bạn. Tuy nhiên độ bền mình chưa có cày á, nên có thể hôm nay mình sẽ cày độ bền á. Wow. Cái gì đây? Sao nó có nhiều cái diện mạo nhìn đẹp dữ vậy? Uầy, mình phải chọn diện mạo đẹp cho cái lưỡi hái của mình thôi các bạn ơi. Đồng thời nó có kỹ năng tăng tầm đánh nè. Wow. Được nha, cái lưỡi hái này đánh lan rộng mà tăng tầm đánh nữa thì cái phạm vi tấn công sẽ rất tốt luôn á các bạn. Mình sẽ chọn cái năng tăng tầm đánh đi. Ôi, tiếp tục là quá trời những cái lưỡi hái cũng như là những cái tay cầm lưỡi hái xịn sò nè. Ôi, có thêm kỹ năng mới các bạn, Stormfall. Mình sẽ gây thêm sát thương trước những kẻ địch mà kiểu đầy máu á. Ê, được nha. Một nội tại mình thấy khá mới nè. Hình như bên kiếm không có các bạn. Ui, lại thêm một kỹ năng mà bữa giờ mình chưa gặp luôn. Có tên là Light Bow các bạn à. Kiểu như nó sẽ cứu mạng mình cho đến khi mình hoặc nó kiểu như rời khỏi tay cầm hả? Hoặc thực tại sao khó hiểu vậy ta? Nhưng mà chắc mình sẽ chọn nó đi vì nó là một cái năng khá là mới ha. Rồi, chọn thêm một vài cái tay cầm các thứ nè. Ồ, và cuối cùng cũng là một cái kỹ năng mới nha. Còn là kỹ năng nội tại thôi, Sticky. Ủa, cái này nó hơi ngược các bạn. Thay vì đánh cái địch bị đẩy lùi thì mình sẽ là người bị đẩy lùi ha. Ồ, hoặc là mình có thể chọn kỹ năng tấn công như là Blade Conler nè. Thôi, chắc mình chọn một kỹ năng chủ động đi ha. Là Blade Conler đi, để tăng cái khả năng tấn công mình lên các bạn. Ok, sơ qua là như vậy. Rồi, bây giờ chọn sang nhánh độ bền nè. Diện mạo thì mình sẽ đổi cái lưỡi hái cho nó ngầu hơn các bạn ơi. Rồi, trang trí cho nó thêm một ít hoa văn. Wow. Nhìn lưỡi hái mình chất thiệt các bạn ơi. Có cơ. Phải làm cho nó bóng loáng và đem đi quẩy thôi. Quá đã, quá đã. Rồi rồi, bling bling ha. Ok, xong phim. Wow. Ê, còn chọn kỹ năng nữa chứ. Tí nữa thì quên. À, đây, kỹ năng Blade Conler. Nội tại thì mình sẽ test thử nội tại Tom Phong thử đi. Thấy bảo là nó giúp mình tăng đam trên những cái địch mạch đầy máu nè. Một phát là còn một tim rưỡi đúng không? Để bây giờ mình test thử khi mà không có nội tại đó coi. Một nhát sẽ được bao nhiêu đây? Một nhát sẽ yếu hơn đâu đó khoảng một tim mấy các bạn. Cái gì vậy? Ê, con đùi vậy? Ây da. Sao tự nhiên đông đột xuất vậy? Ui sao tự nhiên bữa nay đông đột xuất luôn á các bạn ơi. Wow, mấy con zombie bây giờ nó cũng mạnh hơn rồi. Ui cơ. Wow, bữa nay bọn chúng đã trở nên mạnh hơn rồi các bạn ơi. Không đùa được. Oh my god. Ê, còn kỹ năng light bow này mình cũng tò mò quá, không biết nó công dụng là như nào ha. Mình cất hết kinh nghiệm đi, sau đó cởi hết giáp ra nè. Mình tính nhảy từ trên này xuống dưới. Ui. Wow. Ê, thực sự là cái lưỡi hái sau khi mà gắn cái nội tại đó vô, nó có thể cứu mạng mình thiệt các bạn ạ. Nhưng mà hình như nó chỉ giúp mình sống sót một lúc hay sao á. Đúng không?
Ôi thiệt các bạn ơi, nó chỉ kéo dài sự sống của mình thêm một chút thôi à. Chứ không phải là sống hoàn toàn á. Mình nghĩ nó cũng sẽ giúp ích mình trong một số trường hợp cấp bách á. Chẳng hạn như boss còn một chấm máu, mà có kỹ năng nội tại đó thì nó sẽ cho mình cái cơ hội kiểu như hạ gục boss trước khi mà mình nằm xuống á. Kiểu như kéo theo con boss nằm xuống chung với mình á. Hợp lý vậy ta. Một cái nội tại khá là mới á, khá là phù hợp cho chuyến đi đánh boss ngày hôm nay của mình á. Thôi bây giờ thì lên loot đồ lại thôi các bạn. Thì cái tên nằm chìm bẹp hai lần luôn mấy cây. Lần test này hơi đầu tư nha. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường luôn cho nóng các bạn ơi. Và bữa nay thì mình sẽ quay trở lại cái công trình mà lần trước mình đã khám phá gian dở. Bởi vì hình như mình khám phá sót các bạn à. Các bạn có chỉ mình á là công trình đó ở tầng dưới vẫn còn boss á. Thế nên là bây giờ mình phải đi về hướng này chứ. Mình sẽ tiếp tục trở lại cái công trình có tên là Guling ha. À mà bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Loproot hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ê. Ui da. Ui. Ngay đây có một cái con xương đột biến các bạn ơi. Yêu. Trời. Úp sức mạnh lên. Ở đây có một con xương đột biến. Này thì xương đột biến hả? Anh thấy nó luôn. Ây da, nó bắn tùm lum luôn các bạn ơi. Bắn hết vô mặt mình luôn mà. Nguy hiểm thật sự. Và sau khi nó bị mình phanh thay bằng cái lưỡi hái mới thì nó cũng rơi ra rất là nhiều bộ phận trên người nó ha. Mình loot hết. Không chừa cái gì luôn các bạn. Ủa hôm bữa mình đào xuống cái lỗ đâu nhờ? Ủa mình nhớ cái lỗ đâu đó gần đây mà ta. À đây, ngay đây luôn. Ui, nữa cái con này. Gì ní? Hả? Trời ơi, nó trâu thật sự các bạn. Ui kìa, trời, nó hất tung mình nữa kìa. What, nó đẩy lùi mình qua tiếp bên đây. Úp sức mạnh lên. Rồi, à nó bưng đá, nó chọi mình. Này thì bưng đá hả? Nó lấy đá, nó định đập đầu mình cái gì á. Trời ơi, chơi cục súc vậy. Ok, mình đã thấy cái lỗ rồi các bạn. Chui vô cái lỗ thôi. Dạ nhưng mà, ê, té rồi, no. Oh my god. Mình vẫn còn sống. Số mình còn hên các bạn ơi. Gặp đại nạn mà không tèo là ha, hơi bị. Ê. Hơi bị lo các bạn ơi. Cái gì mà ba con Ripper điện như vậy? Mở bạc ti bển là gì trời. Ở đây có nhóc Goblin bán cho mình hùi da tài 4, cúp da tài 4 luôn nè. Trời ơi, cái cúp da tài 5 luôn. Nhưng mà cần tới 5 cái đầu rồng luôn các bạn. Người bạn Goblin này bán đồ mắc quá. Ôi, chắc mình đi vô trong công trình lẻ các bạn ơi. Ở ngoài hồi mấy con Ripper điện mà nó thấy mình một cái là ha. Mệt mỏi nữa. Ok, chỗ này thì đã khám phá xong rồi. Nên là bây giờ chúng ta chỉ cần đi lẹ rồi xuống tầng dưới thôi. À, đường xuống nó nằm ở... Ủa, nó đâu ta? À, đây, hình như bên này các bạn ạ. Đây nè. Chính xác. Trời, cái nhóc đi theo làm cái gì không biết nữa. Người ta đánh boss mà cũng đi theo. Rồi. Các bạn chỉ mình á là nó ở ngay cái chỗ hàng rào sắt. À, đây nè. Ôi, thiệt. Ngay chỗ hàng rào sắt. Oh, có một cái lối dẫn đi xuống tầng dưới nè. Wow, vậy mà hôm kia mình đánh mình bất cẩn quá, mình không để ý. Hả? Vệ sĩ vô danh. Wow, đây là boss mà chúng ta cần phải đương đầu trong ngày hôm nay nè. Úp sức mạnh lên các bạn ơi. Vệ sĩ vô danh chiến đấu với hiệp sĩ chuyển sinh, cầm lưỡi hái, tóc thì bạc. Để xem bên nào sẽ giành chiến thắng. Ui, vệ sĩ đã thức dậy rồi. Ui, bị choáng rồi. À. Ui dù. Quay, vệ sĩ này mạnh nha, cơ. Ui. Hồi máu lại. Đánh là sẽ bị khống chế mình nha. Ây à. Trời. Vệ sĩ này gắt vậy. Ui, lột xuống dung nham nữa. Ây. Ui không. Ây. Kiểu này lành ít dữ nhiều rồi. Trời ơi, còn xài tới chiêu cuối nữa kìa. Ow.
mình choáng, mình không làm gì được luôn các bạn ạ. What the hell? Ê, đối thủ nặng ký nha. Chiến này mình phải cẩn thận hơn mới được các bạn ơi. Hạn chế dính combo nhất có thể, chứ không thôi là sẽ bị choáng đấy. Trời trời. Ơi ơi, bắn cái chùm tia kìa. Rồi luôn rồi. Bây giờ mình cần phải tìm lại cái chỗ mà mình nằm xuống. Lỗ nào ta? Ê, one shot mình luôn rồi kìa. Ôi xong rồi. Ây da. Ê, nó nhảy tới, nó nhảy tới. Ừ, ở đâu rồi? Ở đây, 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 đây. À, bị choáng rồi. Oh no, bị choáng rồi, đừng. Không mau vô. Không mau vô. À. Vẫn kịp các bạn ơi. Ok, ok, ok. Ui, nhưng mà vấn đề vũ khí của mình bây giờ hiện tại đã bị hư rồi, mình chưa kịp sửa. Ê, nữa rồi. Ui, đỡ khiên. Ui, khiên không đỡ được cái tia laser kia. Bây giờ mình còn cái thương. Ui da. Ui. Hôm nay Lộc ăn hành no rồi các bạn ơi. Ủa đâu rồi? Ủa, cái chỗ nãy mình ngắm rồi. Ủa thôi xong, bị hút vô. Trời ơi, còn có skill hút vô nữa hả? Ê, ê. Ừ, hên quá, đỡ được. À, nhưng mà đồ này thì không né được. Ê. Ăn rồi, nóc máu vô. Ê, giáp mình sắp hư rồi kìa các bạn ơi. Không ổn rồi. Trời 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 trời. Ê. Ui, 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 cái chùm tia. Không được, mình phải về nhà để chúng ta sửa kiếm lại mới đánh được các bạn ơi. Giáp cũng sắp hư rồi. Kinh thật sự luôn á, mình không ngờ là vệ sĩ không tên nó lại mạnh như vậy. Trời đất ơi. Các bạn thấy vệ sĩ đó như nào? Mình là thấy cực kỳ bá đạo luôn. Biết sao không? Tại vì gây choáng. Ừ, khó cái chỗ là gây choáng ấy. Lúc choáng thì mình không có làm gì được, kể cả việc hồi máu các bạn ơi. Thành thử ra là ăn full combo luôn, không khác gì cái bao ha, cát để cho vệ sĩ đó đấm hết á. Trời đất. Ê, mình cũng phải sửa cái kiếm nữa. Chắc chiến này mình phải dùng kiếm các bạn ơi. Lưỡi hái có vẻ tốc độ đánh không cạn nhanh bằng kiếm á, làm không có lợi vệ sĩ đó. Ngoài ra thì mình cũng phải ăn thêm táo á cho chắc nè. Còn giáp thì không biết có sửa bằng kim cương nữa hay không nè. Mình đang tò mò tại vì chế tạo bằng giáp kim cương mà. Ui, không sửa bằng giáp kim cương được các bạn ơi. Vậy thì khó cho mình rồi. Hey, nãy giờ mặc chắc cũng lâu đó. Treo lên thôi các bạn. Tiếc ghê trời. Không có mặc được bao lâu hết các bạn ơi. Mình sẽ trở lại với giáp kim cương của mình đi ha. Quên bảo vệ nè. Và kể cả cái nịt luôn. Cái nịt nó sẽ giúp mình tăng thêm máu nữa. Rồi, còn về giáp thì chắc mình sẽ dành một ít kim cương để mình sửa lại cho nó tăng độ bền lên á. Quên, lấy kinh nghiệm ra nữa. Hên là mình có dự trữ kinh nghiệm sẵn á trời. Không thôi là không có kinh nghiệm mà sửa giáp luôn rồi. Ổng nè. Nón. Và cuối cùng là cái áo. Mình sẽ trở lại bằng set giáp này. Hy vọng là chúng ta có thể trả được cái mối thù từ nãy tới giờ ha. Ok. Trước khi xuống thì mình nên làm trái táo lấy tinh thần trước các bạn ơi. Không chần chờ gì nữa. Tiếp chịu đi. Ui da. Trời ơi, mới xuống mà quất một tia rồi. Ây. Đại giá đi. Ui da. Hút mình. Sao mà đỡ được. Ủa. Dạ, ai. Ê, mới lụm lại đồ mà. Thiệt tình luôn. Khó chịu vô cùng các bạn ạ. Ừ, hên quá, mình chặn được. Nhưng mà không chặn được hai hit. À, đánh gì mà. Trời ơi. Ok. Làm lại. Mình sẽ canh thăm minh thật là chuẩn để chúng ta chặn đòn ha. Ok, chặn được một hit. Ok, chặn được hai hit. Ê. Ui, lại hút. Ừ. Ồ, chặn được một cái hit đầu nhưng mà hit sau thì lại không đỡ nổi các bạn. Vệ sĩ đó toàn là one shot không à. Trời ơi. Còn khủng hơn cả cái nữ chiến binh hôm bữa mà mình đối mặt nữa. Eo, căng thiệt rồi. Bá đạo như vậy thì ai mà bằng lợi trời. Ui, nữa kìa. Thôi. Bắn thì là dè ghê thật chứ. Rồi đó, lại bắt đầu áp sát mình nữa. Ok. Đánh được quét rồi. Giữ khoảng cách thôi các bạn ơi. Chứ bây giờ lại gần là xác định luôn á.
Ừ, hút hút. Hút hụt rồi. Đỡ cái nè. Ba hit. Rồi, hiểu. Em sẽ... Ây. Ui, cái chiêu mới, chiêu móc ngược lên. Ui, chạy lẹ. Ok. Không máu vô. Ui. Cái chặn đòn. Mơ tiếp. Canh nha. Rồi, né được rồi. Đỡ cái nhẹ. Nhặt hai nhặt. Ui, lại lọt đây nữa. Hoài vậy? Ê, bị chón rồi. Ôi, nữa, nó bắn nữa. Trời ơi. Ok. Mình vẫn còn sống. Thôi. Tiếp tục nào, tập trung. Mình phải thật là tập trung. Ây da, ui cái đòn này. Nữa. Đỡ. Thấy không? Mình chặn được rõ ràng nhưng mà sao cái cú chặt đó là một cái dư chấn gây full chí mạng các bạn ơi. Ôi. Ôi. Thôi xong rồi. Thì giáp của mình giờ nó tan tành hết trơn rồi. Không tin được luôn á. Kim cương thì mình cũng sắp hết luôn rồi ha. Mình xài hao quá trời quá đất. Bây giờ chắc mình sẽ sửa tạm cái áo. Cái ổn. Cái nịch thì mình chưa sửa được ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lên đường và cày cuốc tiếp các bạn ơi. À, chế tạo thêm cái nón mới đi. Chứ bây giờ mình mà chạy cối đánh nhau với thanh niên đó thì chẳng khác nào làm cái bia tập đánh cho hắn hết. Đợi đó, nhất định mình sẽ trả thù trong thời gian gần thôi. Quân tử trả thù mấy ngày chưa muộn mà. Nhưng mà hình như từ lúc mà mình thờ cái vị thần Cu Khang đó, mình cảm giác mình xui xui sao các bạn à. Ừ. Hay là tại boss nó mạnh sẵn ta. Không hiểu luôn. Chuyện tâm linh không đùa được đâu các bạn ơi. Hy vọng là chuyến này đi mình sẽ may mắn và chúng ta sẽ ăn tiếng nhiều hơn về mặt phòng thủ các bạn ơi. Chứ bây giờ khả năng phòng thủ của mình quá là yếu kém luôn. Boss chỉ cần tung một rìu thôi là đi à. Thì đánh đấm gì nữa. What? Mình phát hiện những cái sinh vật rất là lạ ở giữa cánh đồng này các bạn ơi. Yêu. Ê, bọn chúng dí mình á. Lại đây. Ủa, con đốt con đầu đạn hay sao á. Nhưng mà bị mình quan sát nè. Oh. Ê, bọn này còn rơi ra cái mặt nạ. Hả? Tất cả mấy tên đó tên nào cũng rơi ra mặt nạ kìa. Wow. Ôi được nha. Mỗi cái là một cái hình dạng khác nhau các bạn. Wow. Bữa nay đi khám phá còn lượm được những cái mặt nạ nữa. Ê, vậy là bọn này trong một cái bộ lạc gì đó các bạn à. Hoặc là một cái bộ tộc mới. Hay nha. Để coi gần đây có nơi ở của bọn chúng không các bạn. Mình khám phá thử luôn. Chắc bọn chúng có đại ca, kiểu gì cũng có đại ca cho mà xem. Ê, tính ra hôm qua mình gặp được cái ngôi đền của vị thần Cu Khang. Và cạnh đây nó có một cái công trình mà mình chưa có vô luôn nè. Hèn gì mình thấy quên cái gì đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vô coi thử á. Ủa, ghế đây cũng có những người bạn tí hon này các bạn ơi. Bộ tộc người tí hon hay sao vậy? Coi thử coi. Đây là PX. Wow. Ê, cái tiếng của những người bạn này á nhìn giống như là Alay vậy đó các bạn ơi. Mình vứt đồ không biết mấy người bạn này có lượm không á. Không lượm giống Alay à. Ok. Một bộ tộc mới nha. Xuất hiện trong cái cánh rừng này. Ok, hiểu luôn. Người lùn các bạn, tộc người lùn, biết bay nha. Còn đây là một cái hình như là ngọn hải đăng hay sao các bạn. Không biết là mình đoán có đúng hay không. Để mình trèo lên trên coi thử như thế nào ha. Ui, kệ sách quá trời nè. Có giường nữa. Ồ. Ở trên mình nghe tiếng củi lửa gì đó. À đây nè, củi lửa nè. Lên cao tí nữa coi. Ủa, vậy là chỗ này không ai sinh sống à? Không có ai sinh sống thiệt các bạn ơi. Ê, có rừng.
cũng có một ít khoáng sản ha. Ui không có kim cương ta. Giờ có kim cương thì ai biết mấy. Ồ, có chỗ để mình bấm nút nè. Wow, bấm nút là tự động cái chỗ ngọn hải đăng này sẽ phát sáng các bạn ơi. À, ra là vậy. Quay, vì là ban đêm chỗ này chắc là sẽ thắp sáng nhìn đẹp lắm các bạn. Nè, coi coi. Hay ha. Ngoài kia là biển á ta. Ý trời rồi, chắc mình muốn mình khám phá biển hay sao nè. Ồ, bên kia cũng có ngôi đền gì nữa kìa. Wow, đã vậy, còn có một cái ngôi làng gì gần đây nữa chứ. Ủa, à không, không phải làng, mà là một cái ngôi nhà bỏ hoang. Ủa nhưng mà sao vô cánh rừng này các bạn có thấy trời đất tối thui luôn. Ồ, hơi bị ghê nha. Cơ cơ cơ, bầu trời ở đây tối sầm lại luôn các bạn ơi. Trong cánh rừng còn có mấy cây nấm nhìn kỳ dị nữa. Ồ, có tộc yêu tinh nha Sam. Đừng có nên cà kè. Ồ, có mấy bạn yêu tinh da xanh nước biển nữa nè. Ê, nhưng mà sau này hình như là mình phải săn mấy bạn này để chúng ta lấy nguyên liệu á các bạn ơi. Thôi bây giờ tạm thời mình không săn đâu. Tại bữa nay mình hơi xui á. Mà còn cái gây nghiệp nữa thì không biết như thế nào đây. Ồ, và đây có một cái rương gì nè. Ồ, vậy là dưới công trình này chắc chắn là có rất là nhiều cạm bẫy đây. Tại vì đây là một cái dạng ngôi đền các bạn. Ừ, mà đền nào thì mình nghĩ cũng có cạm bẫy ha. Để cho những cái thanh niên mà ham hố giống như mình nè. Đó, đó, đó. Biết ngay mà. Dính bẫy liền. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Để tên độc. Ui da. Mình thấy không dính độc các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ... Ui da, dính bẫy tiếp rồi. Còn mấy cái này chắc không bẫy được mình đâu. Dễ vậy. Ây à, bắt cua à. Bình thường. Tiếp tục, tiếp tục. Mấy cái này không bẫy được mình á. Ồ, cái này thì sao? À, vừa hết là mình phải chạy liền các bạn. Ok, vậy là vượt qua được ha. Easy, easy. Công trình này có vẻ bẫy khá là đơn giản thôi, không có quá nguy hiểm tới tính mạng ha. Có thêm tí sắt nè. Trời trời trời, cái gì mà nhiều nút dữ vậy. À, cái này là bấm làm sao cho nó sáng đèn hết hay sao. Ủa, sáng đuốc hết hay sao các bạn. Ý, đi coi. Ồ, không biết rồi. Ôi trời, như là phải giải đấu hai bên lần hả. Hoàng đó coi. Ồ, ở đây có mũi sét bảo vệ nè. Ui, thêm một cái thanh Uchi Gatana. Ồ, wow. Cái này có vẻ rất là đẹp các bạn. Một cái thanh katana rất là sắc bén á. Được cái chứ. Đem về sưu tầm luôn. Rồi, tiếp tục khỏi bấm nút coi. Cuối cùng cũng mở cửa rồi. Ủa, tính ra nãy mình có thể dùng cấp đập gì? Đập gì mà ta. Ồ, oh, ồ, oh. Alo. À, chỗ này có 7 các bạn ơi. Ở dưới kìa. Ồ, oh, định 7 tôi à. Đâu có dễ. Trời ơi, giải đố. Lâu quá trời lâu cho được con viên kim cương à trời. Sao đủ mần giáp để quay trở lại hiệp sĩ vô danh mà chiến đấu đây. Ngôi đền thì cũng đã khám phá xong rồi ha. Bây giờ chắc mình sẽ ra khơi xíu các bạn ạ. Ồ, sẵn tiện test cây katana mới nhặt luôn các bạn ơi. Ui da. Thằng ơi, đánh gì đâu mà không xi nhê cho vậy. Chui 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 chui. Ủa, nhóc nhỏ này đâu ra vậy. Ok. Mày nước ơi. Ui vô, nhóc nhỏ này thấy vậy mà châu phết các bạn ơi. Bữa giờ múa thương hơi nhiều, bây giờ cầm katana đánh không quen các bạn ơi. Đây con xương nè, mình sẽ thử combo nó coi. Ồ, nhưng mà ví dụ mình canh đúng thông minh á thì mình vẫn có thể counter được những cái đòn đánh của bọn chúng á. Ui da. Ui, trời ơi, bị đánh ngất xỉu ơi. Ui không được rồi, mình phải tập luyện nhiều hơn các bạn ơi. Dùng kiếm cũng hay á, tại vì nó sẽ tập cho mình cái khả năng đó chính là canh cái thời điểm ra đòn nó thích hợp hơn á các bạn. Ê, ở đây có một tàn tích dưới biển gì nè, what the heck. Ocean, what? Thế nhưng trước mặt cái chỗ công trình bí ẩn kia, wow. Là một ngôi đền và
một cái chỗ của cướp dân làng bị chìm các bạn ơi. Ủa, bọn này hình như biến thành zombie hết rồi. Trời ơi, hình như cướp dân làng sau khi mà hết chìm ngẫm đã biến thành zombie hết. Trong rương có kim cương các thứ đồ nha. Quầy, dạ vậy. Kim cương đó nè. Bây giờ nhưng mà mất máu hơi nhiều nha. Ngồi lên thôi. Ê, ở trước mặt mình còn có một cái chỗ đánh boss nữa nè các bạn. Chắc chắn chỗ này là để đánh boss luôn rồi. Thuyền hay tặc đằng kia. Wow, wow, wow. Chỗ này chắc chắn sẽ là một trong những khu vực mà sắp tới chúng ta sẽ trở lại trong chuyến khám phá biển ha. Bữa nay thì mình muốn đi tìm kho báu thôi, hoặc là tìm những cái tàn tích dưới đáy biển các bạn. Bởi vì một số thông tin mình nhặt được là trong mấy cái rương chỗ đó có xác suất nhặt được vũ khí mới các bạn ơi. Ồ, hy vọng vũ khí mới đó có thể giúp mình khắc chế được boss ha. Mong là vậy thôi. Mục tiêu của mình bây giờ hiện tại đó chính là đánh bại được hiệp sĩ vô danh đó các bạn ạ. Quá là cây cú trong ngày hôm nay rồi. Ê, lại thêm một cái tàn tích nữa nè. Wow, thêm một con thuyền nhỏ. Ok, cái này chắc là vừa tầm với mình á. Hôm qua tự tin bao nhiêu, bữa nay mất tự tin bấy nhiêu các bạn ơi. Thiệt tình gáy sớm chỉ không biết. Rồi, đi vô công trình này coi thử nè. Ở đây có mấy con giang hồ biển các bạn. Ui da, ui trời 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 trời. Yêu, bọn này trang bị vũ khí áo giáp tận răng vậy luôn hả? Ui, núp sọt mình rồi. Eo nâu. Không ổn rồi. Giọt đi chỗ khác thôi các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Trời, bữa nay tất cả mấy con này nó đều ăn hiếp mình các bạn ạ. Tự nhiên hôm qua mạnh bao nhiêu nay cảm giác yếu xìu luôn á. Sức mạnh ngày hôm qua đâu hết rồi. Sao bữa nay thấy toàn ăn hành không vậy? Không tin được các bạn ạ. Thời thế thay đổi nhanh quá à. Ủa, đây có vẻ là chỗ rộng hơn nè. Liệu rằng nó có đồ ngon hơn hay không? Chưa chưa, để mình hạ hết mấy cái con này cái đó. Bọn chúng trâu quá các bạn ơi. Mình cầm lưỡi hái mình đánh mỗi tay luôn mà không hạ được. Quá chừng quá đất bọn này rồi. Ok, trước hết lấy vàng, lấy thêm cây rượu. Sau đó lặn xuống bên này, lúa tìm cái rương còn lại coi. Hãy lắc tiếp. Trời ơi, cũng có thêm ít khoáng sản các bạn ơi. Thôi chắc mình ngồi ở đây mình farm nốt cái bọn giang hồ biển này ha, để chúng ta cày sức mạnh cho cái lưỡi hái luôn. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục hành trình đi khám phá của mình trong ngày hôm nay ha. Hy vọng quá trình cày cuốc này cũng sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của mình bằng cái lưỡi hái trong những ngày sắp tới ha. Oh, và phía trên này là một cái con tàu của dân làng luôn các bạn ơi. Ê ê ê, các bạn thấy cái con xanh xanh không? Thấy vậy chứ con này nó cắn nha. Hôm bữa mình bị nó cắn lần rồi các bạn. Nên mình để ý. Ủa cái gì? Trời, dân làng mà có kìa. Còn xịn hơn mình nữa. Sức mạnh 3, hấp thụ 3, kháng cự 3, tốc độ 3. Còn mình không có cái gì trên người á. Trời ơi, giờ nghĩ lại mình còn yếu hơn cái bác dân làng nữa các bạn ơi. Nên là bác mạnh nè, bác cho tôi ít ngọc lục bảo nha, cảm ơn bác. À đâu? Bạn, có một con tàu đắm ở đây các bạn ơi. Để coi coi. Ui, có cái bản đồ thôi các bạn ơi. Ở kìa. Trời ơi, bên này thì toàn là đồ da. Ây, sao mình xui dữ vậy? Nay hết hên rồi các bạn ơi. Trời ơi, giờ mà loot cái kho báu này mà xui nữa thì xác định luôn á, bữa nay là một ngày tiêu cấp nhỏ của mình rồi. Trời đất ơi, cái kho báu trong bụi gì mà nó giấu thuốc trong rừng, trong rú gì trời. Cái quần đùi gì vậy? Ôi, Tụi ở đây chỗ nào nữa vậy? Ôi, một hiệp sĩ nào đó đã nằm xuống ở đây à? Mình tò mò thôi. Một hiệp sĩ xương đen. Dành tặng cho hiệp sĩ này một bông hoa ha. Coi như lời cảm ơn. Vậy đấy, cái bọn này, đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đừng có làm phiền ta nha. Ok, hình như mình đã tới chỗ kho báu rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ lấy cái xẻng và xới chỗ này ra ha. Đây rồi. Và cái gì đây? Trời ơi. Quay. Bọn cướp dân làng. Ui, có tên đại ca nữa cả. Xử luôn. Mình bị xui rồi. Giờ xui hơn nữa cũng không sao các bạn. Ủa cái gì? Ủa sao cái tên này? Ủa sao tên này đi trên mặt? What? Hắn đi trên mặt nước được luôn kìa các bạn.
What the hell? Trời trời trời, thêm một cái tên đại ca nữa. Thử hết. Giải cứu cho Alay nào. Ok, cái cần bay đi Alay. Mình tới đây. Hiệp sĩ, hiệp sĩ ghé chơi. Ô, oh, golem nữa. Giải cứu cho golem luôn. Rồi, anh tiếp tôi nha. Trời trời, anh golem. Anh golem này mạnh các bạn ơi. Đây coi ảnh có được búp không. Ừ, anh golem cũng được búp các bạn ơi. Ây da. Ở đây ai cũng được búp, sao mình không được búp gì trơn trời. Công bằng nằm ở đâu. Cây thiệt. Ủa, bọn cướp này giàu các bạn ơi. Bọn chúng có sừng dê, trái tim và một cái so mình, một cái rìu chiến. Chiến so chứ. Lấm lốt. Tịch thu liền. Hên là bọn chúng không xài rìu chiến để đánh mình ha. Trời. Wow. Ê, 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 cái gì. Ê, con này. Con này. Ôi vô. Wow, cái rìu này muốn hơi bị gắt các bạn ơi. Uầy. Trời. Hàng nóng đây rồi. Úi dồi. Mình mới nhặt được cái quả rìu hơi bị chiến các bạn ơi. Wow. Cái này đi combat hơi bị ok la nha. Múa nè. Múa nè. Chặt nè. Wow. Ê, còn bẩn sức nữa. Ôi trời ơi, trời ơi. Ui, cái này bẩn sức được các bạn ơi. Ui, ấy à, trời. Mở hộp nữa. Wow. Cái rìu này có vẻ là cũng tấn công khá là mạnh đấy. Ừ. Tuy nhiên thì tốc độ đánh của nó hơi chậm á, so với cây thương của mình các bạn. Để mình gồng tối đa coi. Ủa, cái này gồng 3 nớt lận. Ấy, trời ơi, gồng cho đã. Nhưng mà lại bổ chật lất. Rồi đây. Rồi, gồng cực mạnh. Wow. Suýt nữa thì one shot con xương hoàng gia các bạn. Một mức sát thương khá là ấn tượng cho một cây rìu nhá. Coi nào, rồng nè. Ui ui, bốc cháy luôn rồi. Úi xù. Đấy, được đấy. Bữa nay lọc múa rìu các bạn ơi. Múa rìu luôn. Múa rìu giải sầu. Hay quá ăn hành này. Bữa nay sầu quá sầu rồi các bạn. Múa rìu đỡ đi. Trời. Các bạn để ý nè, lúc mình chặt như vậy nè, mình sẽ banh háng á. Chặt mà banh háng luôn. Ấn tượng đấy. Nói chung thì hôm nay có vẻ là không phải một ngày của mình hết các bạn. Mình hơi ăn hành một xíu. Nhưng mà ít ra tới cuối ngày, chúng ta lại tìm được một cái vũ khí có phong cách chiến đấu rất là thoáng đãng ha. Cụ thể hơn là banh háng luôn. Giặt cái là banh háng mới chịu ha. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh ăn hành này. Bye bye.